Em xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay em xin giới thiệu một chiếc Fortuner bản số tự động ha. Xe đời 2013 ha. Xe số tự động. Xe còn rất là đẹp nha, xe chính chủ một đời chủ từ đầu nha. Em sẽ quay tổng thành chi tiết từng bộ phận xe để cho mọi người cùng xem cùng đánh giá xe như thế nào nha. Xe còn rất là đẹp nha. Xe này là nói chung là vàng đồng, vàng ngoại thất, nói chung là sơn là hầu như xe còn rất là sáng bóng luôn nha. Sơn zin còn tới 99% luôn nha. Xe này nói chung là em xin đảm bảo là xin cam kết với mọi người là xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Xe còn khá là mới luôn nha. Sơn zin còn tới 99% nha mọi người. Để em quay tổng thành để cho mọi người cùng xem xe như thế nào nha. Sơn zin hầu như còn rất là nhiều luôn nha. Còn tới 99% luôn. Em xin đảm bảo là xe có không có va quẹt, không đâm đụng, không ngập nước nha. Cho nên anh chị em nào muốn mua về sử dụng gia đình thì tuyệt đối là yên tâm với cái dòng xe Fortuner nha. Form dáng rất là đẹp luôn nha. Form dáng này không bao giờ lỗi thời nha. Xe hầu như còn rất là sáng bóng luôn nha mọi người. Xe còn rất là đẹp luôn nha. Em sẽ quay tổng thành phía ngoài rồi sẽ quay phía trong nội thất để cho mọi người cùng xem nha. Nếu anh chị em nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0988 454 318 ha, để hiểu thêm thông tin về xe, về chi tiết xe nha. Xe này mà nếu mà anh chị em nào thật sự mua về chạy phục vụ gia đình rất là đẹp luôn. Xe máy rất là bốc nha. Xe chạy rất là thời trang, rất là phong cách luôn nha. Xe form dáng thể thao, form dáng là đồi núi đồ, rồi chạy rất là êm nha. Xe gầm đồ là chạy rất là êm, không có bị chao nha. Xe hầu như còn rất đẹp. Nếu anh chị em nào muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0988 454 318 ha. Hiểu thêm chi tiết về xe nha. Em bán với giá là 650 triệu nha. Và đây là phần nội thất của xe nha. Xe này em nói thẳng là từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên là không phải chê một cái phần nào hết nha. Và đây là chi tiết chiếc xe nha. Xe bên em xin đảm bảo là xe không có va quẹt, không đâm đụng, không ngập nước. Xe này mua mới mua mới một chủ từ đầu nha. Nên anh chị em bà con nào muốn mua về xài, mua về sử dụng gia đình thì thật sự là rất là yên tâm về cái dòng xe này nha. Xe bản số tự động nha, xe còn rất là đẹp. Đem nổ máy lên cho mọi người cùng nghe như thế nào nha. Xe máy móc là không phải chê cái gì đâu nha bà con. Xe máy móc là không phải chê nha. Cái này là mình vô số là nó có hiển thị trên trên mức này nha. B dừng đổ 1 2 3 RN đồ có hết nha mọi người. Xe này âm thanh là không phải bàn tới luôn nha. Nội thất xe này rất là sạch sẽ luôn nha mọi người. Xe này một chủ mua mới từ đầu ha. Cho nên anh chị em mua về sử dụng gia đình hay là nói thẳng ra kinh doanh dịch vụ hay là có chị đám tiệc rất là ok luôn nha. Xe hầu như còn rất là đẹp. Và đây là băng ghế trước ha. Em sẽ quay băng ghế sau để cho mọi người cùng nghe nha, cùng thấy nha. Và em ra đây để cho mọi người cùng nghe nghe tiếng máy. Xe nổ rất là êm luôn. Xe này em xin đảm bảo là động cơ là không một lỗi lầm gì nha. Rồi điện thì không có bị lỗi lầm gì luôn.
Và xe là em xin cam kết là xe không có va quẹt, không đâm đụng, không ngập nước nha. Xin yên tâm, xe này là em bao về tất cả nội thất, ngoại thất, là xe còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn nha mọi người. Mua về sử dụng gia đình được một chiếc xe ưng ý thì hơi bị hiếm nha. Xe máy nổ rất là êm luôn. Máy nổ rồi nhưng mà xe rất là êm. Tắp ly, tắp lô xe này là không có một vết xước, một vết chày hay là vết dơ gì nha. Em xin nhắc lại là xe một chủ mua mới từ đầu, cho nên phần nội thất, ngoại thất của xe hầu như còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Xe còn rất là sạch sẽ luôn nha. Đây, em quay tổng thành chiếc xe để cho mọi người cùng thấy ha. Xe hầu như còn rất là đẹp luôn nha. Em bán với giá là 650 triệu nha. Anh chị em cứ gọi điện trực tiếp cho em để được xem xe và được cái giá tốt nhất nha. Xe bản số tự động nha mọi người. Xe này không có tiêu hao nhiên liệu nhiều nha. Xe số tự động nhưng mà xe này chỉ có một cầu thôi nha mọi người. Xe một cầu nha, em sẽ nhắc lại là xe một cầu, cho nên là xe này chạy rất là ít hao xăng luôn nha mọi người. Xe chạy rất ít hao xăng, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Mua về sử dụng gia đình thì cứ yên tâm, đừng có sợ hao xăng nha. Xe này là 100 cây số trên 10 đến 11 lít xăng nha. Xe một cầu, số tự động một cầu nha, đời 2013 ha. Đó là em quay tất cả chi tiết chiếc xe Fortuner số tự động, bản số tự động ha, đời 2013 ha. Chính chủ mua, chính chủ từ đầu ha. Máy lạnh rất là lạnh luôn nha. Máy lạnh em gặp máy bật có số 2 thôi nè. 3 4 5 6. Đó, mấy người mấy anh chị nghe tiếng máy lạnh là biết rồi ha. Xe tắp ly, tắp lô này không phải chê nha. Nói chung xe này không có lỗi lầm gì hết. Không có một cái vấn đề gì mà phải chê về chiếc xe này nha. Mua về xài gia đình thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha. Anh chị em nào thích thì cứ gọi điện trực tiếp cho em. Và nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em. Rồi em xin tổng chào tất cả mọi người ha.